Rồi, hello em, xin chào anh em chú bác nha. Thì em cũng xin cảm ơn em chú bác đã ủng hộ em trong thời gian qua ha, cũng như là lúc vừa rồi nha anh em. Thì đợt rồi thì anh em ủng hộ cũng khá nhiều. Thì đợt rồi thì em đã có lên 40 phiếu, nhưng mà giờ em bán tới hết 29 phiếu rồi nè. Rồi em sẽ tới số 30 nè anh em. Đó mới là còn có 90 phiếu nó hết, anh em ủng hộ cho em hết ha. Rồi em cũng xin cảm ơn anh em nha. Thì anh em thương em cho em xin một like được đăng ký nha anh em. Thì anh em có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại góc trái màn hình giúp em ha. Còn cái kênh em nằm góc phải màn hình nha anh em. Cái kênh em nằm góc phải màn hình nha. Thôi em không nói vòng vo, thì em sẽ vào giới thiệu từng chi tiết máy cho anh em xem và một số đồ, một số linh kiện pin ha. Thì bước đầu tiên thì em sẽ quay sơ một cái nha anh em. Thì để em tháo cái điện thoại qua em quay sơ cho anh em xem cái nha. Thì hôm nay em có một cái loại pin mới nè anh em. Pin này là pin Samsung ha, 20S nha anh em. Pin này xả cao lắm nha anh em. Pin này xả lên tới 30A nha anh em. Nội trợ nó chỉ có 8 thôi, nội trợ nó 7 chấm mấy 8 thôi anh em ha. Đó, thì chút xíu em sẽ giới thiệu từng chi tiết cho anh em xem nha. Thì ở đây em có pin này là pin để đóng bình, đóng xe đạp điện ha. Nếu mà nói về xe đạp điện mình chỉ cần đóng 15 viên là đủ nha anh em. Thì pin này là dung lượng nó là 15.000, mỗi viên nó là 3.2V, sạc đầy là 3.7V nha. Thì pin này là pin sắt nha anh em ha. Nó pin này để cho anh em chà đóng đóng bình nè, xịt cá nè, làm xe đạp điện nè. Đó, thì xe đạp điện thì nãy cũng nhiều nãy em nói rồi đó nè, 13S chỉ cần là 15 viên là đủ thôi nè ha. Đó, thì nó 48V ha. Rồi thì không nói vòng vo nha anh em. Thì đây em có thêm một số cưa xích nè anh em ha, cưa xích mấy mài bù lông. Bù lông đó là 550 niêu nha anh em ha, với lại 520 phân ba chức năng, phân hai chức năng. Thì hồi đợt rồi á, thì em cũng nói luôn là đợt rồi nè, chưa có anh nào lấy nè ha, cái số nè anh em. Đó, này là em tặng nha, cái này là em tặng, em quay số trúng 30 hay là 31 gì đó, hai số, nhưng mà chưa có anh nào lấy trơn ha. Anh nào mà không xem kênh á thì nó cũng sắp hết thời gian rồi, nó tới ngày 27 tháng 2 là nó sẽ hết thời gian nha anh em ha. Ủa, 27 tháng 1 chứ, hồi đợt rồi là 27 tháng 1 thì nó sẽ 27 tháng 2 chứ anh em ha, phải không? Đó, thì nói chung là nó ngày 27 đó anh em. Thì tới tháng sau nữa là nó hết tháng, là nó đủ thời gian nha anh em. Thì em cũng thông báo luôn là anh em nào chưa lấy á, thì gỡ nhớ xem kênh để lấy nha anh em. Em có hai con, anh em nhớ xem kênh để lấy nha. Em còn hai con, em quay dặn hai con đó anh em, nhưng mà chưa có anh em nào lấy chứ, này em thông báo cho rồi nha. Thì hôm nay em có mạch 4S nè nè, 4S này xài được cho 5S luôn nha nè. Tất nhiên là anh em mua mạch 4S anh em có thể câu cho 5S được luôn. Này là 4S 65A đó. Còn cái này là mạch 5S nè, 5S 80A ha. Rồi, em hôm nay em có đế chuyển rất là nhiều nha anh em. Có vỏ boss nè, boss 14V nè, vỏ này là vỏ của Ryobi 18V nè. Rồi sạc Ryobi nè anh em. Sạc này là sạc như sạc pin vậy đó anh em. Đó. Này là sạc như là sạc pin vậy đó. Đó. Nó gọi là sạc linh kiện đó anh em. Đó. Thì nó là sạc pin zin, đút vô nó cũng sạc, mà pin đóng mới đút vô nó cũng sạc. Vỏ Hitachi nè. Rồi đế chuyển đèn các kiểu nha anh em ha. Nó em còn rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi em giới thiệu không kịp, thì anh em xem video xem từ từ nha. Thì hôm nay em có về một số mẫu mới, là cái khoa, cái này là mẫu của khoa Trung Quốc nè nè. Anh em hỏi em vài em mới lấy về nè. Em mới săn được đâu 10 cái vậy nè. Em mua 10 cái thôi, nhưng mà anh em đặt nhiều thì em cũng có, nhưng mà thường thường thì anh em đặt 1 cái 2 cái thôi chứ đâu có đặt nhiều. Tại vì cái này là những con máy anh em có xài á, là anh em mới đặt được ha. Đây là những cái con máy, con khoan, mà những con khoan nội địa chung á anh em, anh em xài đó, mà anh em muốn chuyển qua chân Makita thông dụng thì mình sẽ mua cái này ha. Đó rồi. Cái này cái 150.000 nha anh em. Cái loại kia thì 200.000, cái loại mà chuyển qua những cái khác thì 200.000, mà cái loại đó là nó rẻ hơn ha. Thì cái này là vỏ Milwaukee anh em ha. Ha, vỏ này vỏ 18V nha. Đây cũng có loại pin chọt 6 sao luôn nha nè ha. Thì chút xíu em sẽ giới thiệu nha. Dây sạc điện thoại rồi nè anh em. Thì em chỉ quay sơ cho anh em xem cho thôi. Cái nào anh em cần á thì anh em cứ hỏi em. Còn tại vì nhiều khi em giới thiệu không hết đâu anh em. Nhiều khi em làm video mà cả tiếng đồng hồ em giới thiệu không hết đâu nè. Chì nè anh em ha. Nó kẽm rồi các kiểm có hết nha. Nói chung là linh kiện đóng pin hình như là đa số em cũng có rất là nhiều nha anh em ha. Đầu kẹp đồ các kiểu nha. Rồi em quay hơi quơ chút xíu anh em thông cảm nha các em nha. Thì em có đèn pin, cân đồ các kiểu nha, đồng hồ đo volt đó. Rồi đồng hồ đo volt trên này nè anh em, đồng hồ đo volt cái 120.000 ha. Quạt đồ thổi bụi, hút bụi rồi nè. Đó. Thì em chỉ quay sơ nha. Rồi bắt đầu em sẽ qua bên đây nha anh em ha. Rồi thì anh em xem video xem từ từ giúp em nha. Thì em để em đi qua đây cái nữa nha anh em ha. Để em cố gắng là quay không quơ. Hôm nay em có số máy 7 12V 14V anh em, đầu khía này 122 nè. Con này là Hitachi 12V nè. Con này là DMR 14 nha anh em, 14V
con này vỏ đẹp, nhưng mà pin nó chết rồi, vỏ đẹp, pin chết rồi, máy cũng đẹp luôn, nhưng mà máy nó hơi bị chạy xước chút xíu. Em sẽ giới thiệu bán luôn nha anh em ha. Thì ở đây em có một con này là 136 hay là 137 vậy nè, 136 vậy, con này là 147 nha. Cái đầu này vừa luôn nè anh em, nó cái đầu này vừa luôn nè. À, cứ như là anh em có khả năng là anh em sẽ thay vỏ vô là đúng luôn á ha. Nhưng mà con này là 14 nha, còn con 147 là 18 nha. Con này là bán sát này, chút xíu anh em đợi chút xíu đi, em giới thiệu luôn. Anh em đóng cho khách hai cái bình nè, bình này là một cái 700, dung lượng nó là 9A ha, xả nó là 90A. Nó tại vì một viên 30A thì đóng 3 hàng sao, đóng 3B, tất nhiên là nó 90A anh em ha. Rồi cái mạch nó thì mạch xả chỉ có 30A thôi anh em ha. Rồi thì con mua lông, con mua lông chơi pin này chút xíu em giới thiệu pin, số pin 217 nha anh em, pin 217 nè. Đó, rồi thì ở đây em có vỏ 10 cell, vỏ 217 với lại vỏ giống gin nha anh em. Vỏ giống gin đó thì có kẽm, có miếng dán bít đầu đầy đủ nha. Nói chung anh em cứ bỏ pin với mạch vô là sử dụng thôi anh em ha. Đó thì có đèn báo dung lượng luôn nha, có báo đèn đầy đủ cho anh em không ha. Rồi cái hàng dưới này là pin 20 cell nha anh em, vỏ 20 cell, cái 75.000 ha. Thì mình sẽ đựng được 20 viên pin 18650. Thì cái này nó có bít đầu cho anh em luôn nha. Tại vì nó bên mình mua là nó không có đâu. Nhưng em sẽ để mấy miếng giấy cách điện á để cho anh em về anh em tự cắt, anh em để vô ha. Còn cái này thì có miếng bít đầu sẵn nè, vỏ này vỏ 15 cell nha. Rồi. Thì ở đây là cái đế chuyển Makita. Đế chuyển này là 220. Anh em đợi xíu nha. Từ pin pin Makita đem lên đây là giới thiệu luôn nha anh em ha. Đó, pin Makita thì mình sẽ chuyển qua 220 nha. Mình có công tắc đây nè. Rồi thì với lại một số pin nha anh em ha. Rồi, thì đầu tiên thì em sẽ xin chúc anh em nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha, thành công trong công việc và cuộc sống nha anh em. Năm mới phát tài nha anh em ha. Thì hôm nay em có thêm cái cục lập xưởng nha anh em. Đó, bán máy mà có lập xưởng luôn. Đó thì chút xíu em chỉ giới thiệu cái đó thì em tặng anh em, không có lấy tiền. Đó anh em mua là trong dịp Tết thôi nha anh em. Cái lập xưởng này thì em tặng anh em nào mua đơn trên 1 triệu em sẽ tặng một bọc cho anh em. Có 5 cái ha. Lập xưởng này là em bao anh em là lập xưởng sạch nha, không có hóa chất, không hàng the nha anh em ha. Đó, nó không hóa chất, không hàng the mà lập xưởng sạch luôn nha. Cái này là em mua em tặng cho nên em đặt người ta làm thôi, chứ không phải là em mua ngoài chợ bán đâu anh em. Em có mua ngoài chợ bán, em đặt người ta làm á. Em đặt cho người ta làm cho em 20 kg. Để về em tặng cho anh em đó, một bọc vậy đó là nó có 5 cục nha anh em. Một bọc có 5 cục này anh em mua đơn cho anh chị em sẽ tặng nha. Tại vì một bọc đây là 100 ngàn á anh em, gần 100 ngàn á. Bọc vậy nè, là gần 100 ngàn á, tất nhiên là tương đương cục gần 20 ngàn á anh em. Không tới 20 ngàn đâu, nó không tới 100 ngàn nhưng mà nó gần thôi. Nó cũng 80 mấy ngàn gì á anh em, 80 mấy 90 ngàn gì á, bọc đó đó. Ha. Thì cái đó em tặng nha, cái này là em mua em tặng trong dịp Tết chi ân những anh khách mà mua hàng bên em và xem kênh em thường xuyên thôi. Nó đơn giản như vậy, tại vì nếu mà em đăng lên thì ảnh coi thường xuyên thì ảnh sẽ thấy ha. Nói chung là anh nào bất cứ nha, khách nào các cũng vậy nha. Đó, anh em nào xem kênh thường xuyên thì sẽ thấy thôi. Rồi thì không nói vòng qua, đầu tiên em sẽ giới thiệu là một số pin này trước nha anh em. Và em sẽ giới thiệu máy luôn nha anh em. Máy này á, là em chưa vệ sinh gì hết trơn nha. Chưa vệ sinh gì hết trơn nè ha. Rồi đầu tiên em có một cái khối xanh vô ha. Đây em có hai cái loại pin này nè anh em. Pin này anh em đợi một xíu nha. Rồi khói xanh vô này thì em bán một khối với đóng sẵn như này anh em, 250 ngàn nha. Nó sẽ là có bao nhiêu vậy đó nè. Đó em sẽ đóng sẵn là nó như vậy nha. Mạch này mạch 3S 30A, loại tốt nha, V3.1 nha. Đó thì một khối vậy là 250 ngàn ha. Đó rồi cái này là đơn giản 12V nha anh em. Đó anh em về xài được rất là nhiều thứ nè, wifi anh em xài cũng được nè, xài máy bắn dít là vô tư rồi, mà xài máy bắn dít nè, anh em xài lo kẹo kéo này kia nọ, nói chung là cái nào xài 12V là xài được nó hết nha. Đó, còn anh em nào muốn dung lượng lớn hơn nữa, cái này là 4A, anh em muốn 6A, 8A thì anh em cứ đóng chồng lên. Đóng chồng lên làm 2 vậy nè anh em. Đó, như cái này là 4A nè anh em, 43 với 4A là 8A nè anh em. Nếu anh em đóng vậy là thành 8A nè. Đó. Nhưng mà cái này là mỗi một viên vậy là 4A. Nội trở là 12 và dòng xả nó là 20A. Đó. Thì pin xanh vô này thì em sắp hết rồi anh em còn có một hộp hay hộp nữa em hết rồi ha. Thì anh em mua ủng hộ em cho nó hết ha. Thì pin xanh vô thì em cũng còn hộp hai hộp, cho nên em sẽ tranh thủ lấy cái pin này nha anh em. Tại vì pin xanh vô lần này là nó chuẩn bị nó hết hàng anh em ha. Nói chung là không biết là chỗ khác nó còn không, nhưng mà em là mua là nó, nếu mà mua chỗ khác thì nó không có được giá 26.000 đâu anh em, không có bán cho anh em được 26.000, bán 26.000 là bán lỗ nha, không có lời, nó lỗ tiền ship. Rồi thì bây giờ em sẽ đo này chở nha anh em.
tôi là chở ngẫu nhiên anh em. Đó, cái viên này là 12.7 nè. Đó. Nó tùy viên, đa số là nó 12, 12.3, 12.5. Có viên này nó hơi cao nha anh em, 12.7 là hơi cao rồi đó nè ha, 12.7 là hơi cao đó. Nhưng mà xả là vẫn 20A bình thường nè, không có sao hết ha. Rồi. Tại vì pin Samsung thì nó nội trở 13 nó cũng xả có 25A chứ mấy. Đúng không? Rồi 12.4 nè, nó đa số là 12.45 này là còn hơi cao đó nè, nó thường thường là 12.3 không à. Đó ha. Rồi thì đơn giản là nó vậy đi. Rồi thì viên pin này á là pin này nó có cái ấy. Pin này là pin tháo khối nha anh em, pin tháo khối thành thấy chữ ra bằng không nè. Anh em thấy chữ ra bằng không? Nè. Đó. Nó này thấy không? Nó chữ ra bằng đó, thấy không? Nhiều anh em nói ủa mua pin về em thấy nó rất là khó thấy anh em. Đó. Thấy chữ ra bằng không? Đó, em quay gõ cho anh em xem đó, đó. Thấy không? Đó, chữ ra bằng đó anh em. Đó thấy không? Thấy gõ chưa? Rồi. Thì viên pin này á là xả 20A, dung lượng nó là 2000. Thì nếu mà chính xác hơn là khoảng cỡ 1900 ha, 1900 lên ha, 2000 đổ về thì mỗi viên như là 26000. Rồi, thì anh em nào mà đóng cục này á, thì sẽ là 250.000, nó sẽ thành khối như vậy ha. Còn nếu mà anh em đóng cục pin 10 cell như vậy nè, 10 cell như vậy nè là 4A thì sẽ là 435.000, sẽ để mạch lớn cho anh em luôn ha. Để mạch 5M80A này luôn nha anh em ha, mạch 5M80A này luôn. Rồi. Thì cục này á, nếu mà xanh vô á, thì là 435.000. Còn nếu mà pin Samsung á, thì em mới cộng với sự pin Samsung nha. Thì ở này đi, 10 cell xanh vô là 435. Còn 15 cell xanh vô là 600. Ha nè, 600. 6A nha, chứ không phải 7.5 nha. 6A nha. Đó, 6A, xả 60A. Đó, ok chưa? Thì mỗi một viên vậy đó là 600 ha. Còn cái này á, là em sẽ đóng pin Samsung không anh em, nhưng mà em còn vẫn còn xanh vô cho nên là em sẽ báo giá Samsung ở xanh vô trước nha. Rồi cái pin này á, cũng là pin, nếu mà đóng pin xanh vô á, thì cũng là 435.000 nha anh em, xanh vô giao băng nha. Đó rồi thì ở đây là pin 217 pin VTC đây, có em có 3 viên thôi anh em ha, thì cái này vẫn vậy luôn nha. Rồi thì coi em cho cái phần ấy ha. Còn nếu mà anh em đóng vỏ 20 cell, tại vì vỏ 20 cell được rồi em đóng á nè, em bán hết rồi. Vỏ 20 cell nè, đóng xanh vô không đủ dao anh em. Đó, ổng mấy ổng đặt cái pin này ổng đặt ghê lắm anh em. Ầm ầm rồi xài mấy mài á, ổng đặt lần 2 cục. Đó, về đóng tại vì em cân bằng lần 20 viên á anh em cân cả có cân 100 viên á, anh em cân được có mấy cục à. Là nó đã đóng được có anh em cân 100 viên thì đóng chỉ được có mấy cục pin của 20 này thôi. Rồi, hiển như là 5 cục nhưng mà của em là 30 20 cho nên là đóng không được 5 cục, đóng 4 cục à. Ha. Rồi thì cái nếu mà anh em đóng xanh vô trong cái vỏ đế 20 cell này 4B này á thì sẽ là 750.000 nha anh em. Đó. Thì 20 cell đi. 750.000. Em giới thiệu lại nha. 15 cell là 600.000 cho pin xanh vô nha. Rồi, tại vì em có nhiều loại pin á. Còn 10 cell á là 435.000 nha anh em. Rồi. Còn 5 cell em không có làm. Tại vì em không có vỏ 5 cell anh em ha. Rồi. Thì cái đó em cho qua nha. Rồi bằng phần pin xanh vô đó thì anh em nếu mà anh em nghe chưa rõ thì anh em tua lại giúp em nha. Còn pin 12V này á thì là 250.000 cho 12V thì nó có cái mạch vậy nè, 250.000 nha anh em ha. Rồi. Thì cái này cũng là 250.000, cái này của Hitachi nè. Của Hitachi loại này nè anh em, đó loại này nè, đó thấy không? Máy này em chưa vệ sinh nữa. Mới mua luôn á. Ha. Rồi. Cũng là 250.000 cho một cục luôn nha anh em ha. Loại là 12V. 12V 250.000 cục đó. Ha. Cái này em đóng mẫu cho anh em xem thôi, còn anh em nào muốn lấy vỏ thì em có vỏ, anh em muốn lấy cái gì em có đó nè. Nói chung là 12V em có, đa số em có rất là nhiều ha. Rồi thì em cho qua nha. Rồi bắt đầu em sẽ tới pin Samsung này. Pin Samsung này là pin 20S anh em ha. Dung lượng nó là 2000 ha, xả nó là 30A nha anh em. Con này là xả 30A nha, xả rất cao nha. Rồi thì nội trở em bao với anh em là chỉ là 8 thôi nha anh em. Bao với anh em nội trở chỉ là 8 thôi. Là tại vì bao 8 là lúc nào em cũng bao hơi dư thừa cho anh em. 7.mấy không à, nó có 7.mấy không à, đó 3.6V nè, 7.mấy hả không, nội trở là 7.mấy không, xả nó là 30A nha anh em, xả nó sẽ là cao hơn pin này là 20A, còn pin này là 30A, mà nhưng mà pin này là pin của Samsung, ha, còn pin này là pin của Sanjo Giao Băng, ha, đó, thì cái này là 20S nha anh em, 20S, đó, rồi, thì mỗi một viên gì là 31.000 nha anh em, 31.000, nếu mà anh em đóng vỏ 10 cell như vậy nè, nên sẽ là nè Samsung 20S nè, nó chở 8 nè, em bao với anh em nó chở 8 nè, pin 4A nè, 480.000 cục nha. Đó. Này là pin Samsung nha anh em, pin Samsung.
này chạy tất cả các dòng máy luôn nha anh em ha. Anh em chạy tất cả các dòng máy bù lông lớn, bù lông nhỏ, bù lông ba chân gì chạy được hết. Để em lấy bù lông ba chân cho anh thử cho anh em xem ha. Đây con bù lông ba chân nè anh em ha. Nè, nó ba chân nè, 18 vô nè đúng không? Đó, không? Đó. Rồi, thì mình sẽ để vô đây. Chạy bình thường nè. Bù lông này là con này là 700 niêu nha anh em. Này là hàng bãi 700 niêu ha. Nhưng mà em bán cục pin nha anh em. Con bù lông này em thử máy cho anh em xem ha. Rồi, cục này là 480.000 nha. Có tên tuổi của em đầy đủ nha. Đó, anh em nào muốn bảo hành cho em thêm 30.000 nữa, em bảo hành cho 3 tháng nha. Đó, đơn giản là vậy thôi. À, này là 10 sale nha anh em. Còn bắt đầu mình sẽ tới 15 sale nha. 15 sale thì nó sẽ có giá là 650.000 nha anh em ha. 650.000. Là trong đây là nó là được 6A nha anh em, 6A, xả nó là 90A nha anh em. Xả nó 90A, pin này pin Samsung 20S nha. Nội trợ chỉ có 8 thôi nha anh em ha. Đó, ok chưa? Pin này quá tuyệt vời luôn anh em ha. Giá nó là ấy luôn, quá rẻ luôn. Pin này á, pin Samsung này nó còn ngon hơn VTC4, VTC5 nữa nha anh em. Tại vì VTC4 với VTC5 là nội trợ nó là 9, 10, 11. Đa số là vậy, mà đa số là 12 không anh em. Đa số là 12 không à. Pin nào ngon ngon thì được 11 ha. Đó. Còn chừng nào mà anh em mà mua VTC6 như pin này vậy nè. Như pin này vậy nè, VTC6 á là dung lượng nó là 4000, là hai viên 217 á thì sẽ có nội trợ là chính nha anh em. Con này là cái này là nội trợ chính nè anh em. Pin này nội trợ chính nha. 780.000 cho pin 8A nha anh em, Samsung 40T. Còn cái này thì cái này cũng là nội trợ chính luôn nha anh em. Này cũng là nội trợ chính luôn nhưng mà cái này pin Samsung nha, 40T nè. Đó. Anh em thấy không? Samsung 40T ha. Rồi cục này á là 780.000 nha anh em. Đây là 10 sale 8A nha. 10 sale 8A. Là tất nhiên là mỗi viên 4A nè ha. Còn viên này á là viên VTC6 780.000 luôn nha anh em. 8A luôn. Nội trợ nó là em bao với anh em nội trợ 10 đổ về nha anh em. 10 đổ về. Nói chung là chỉ có 9 thôi anh em, 91, 92 gì thôi anh em. Nói chung là có chỉ 9 thôi. Đó, thì em bao với anh em nội trợ 10 đổ về. Đo trừ hao vậy thôi anh em ha. Nói chung là vậy ha. Pin có báo đèn là đầy đủ nha. Vỏ này là vỏ 217 nha anh em. Mắt của nó là 8A nha anh em. Pin này đúng chuẩn 8A luôn nha. Thì xài máy thông dụng nha anh em ha. Này vẫn xài con Makita này. Đó, mình sẽ đút vô. Đó. Nếu mà anh em xài con bu lông này á, 700 niêu này, anh em xài cục này nữa là bá cháy luôn. Thì cục này anh em xài tất cả các loại máy luôn nha anh em. Máy mài, máy cắt, máy khoan, cưa gỗ, cưa đĩa là xài được hết, cưa xích, cưa gì là em xài được hết. Em bao xài được hết luôn nha anh em. Em bao xài ok luôn nha. Đó, mạch trong đây là em để mạch 5S85A. Rồi mỗi cục này á là pin nó là 8A. Viên pin á, cell pin là VTC6 ha, 8A. 780.000 cho một viên nha anh em ha. Rồi, nếu mà anh em mua á, nếu anh em mua hai cục á thì em sẽ tặng cho anh em một bịch này và một cái phiếu nha anh em. Phiếu nè. Đây, thì phiếu em còn có mấy phiếu anh em ủng hộ cho hết nha. Thì đợt rồi á, cái số đợt rồi á em trúng thưởng em tặng mà anh em chưa lấy thì đợt phiếu 2 nữa nè, là ngày 10 tháng 1 nè, là nó sắp hết nữa rồi anh em ha. Anh em cho em tranh thủ lấy phiếu đợt trước giúp em cái nha. Thì còn em hai con máy nha anh em ha. Nếu mà anh em qua ngày thì em sẽ thu hồi về lại nha anh em. Nói chung là vậy. Nó em để hai con máy đó treo hoài rồi nè ha. Anh em mua anh em tặng phiếu để mà em bỏ số tiền ra để mà cho anh em xem kênh em thường xuyên. Vậy mà anh em không coi thì cái đó thì phần đó anh em chịu nha. Đó, phần đó anh em chịu nha. Rồi, thì phần pin này á là pin này là mỗi viên 31.000 nha anh em. Anh em nào mua 100 200 thì alo cho em ha. Em sẽ có cái giá tốt cho anh em ha, 20S ha. Pin này là nội trợ 8 nha anh em, bao với anh em nội trợ 8 đổ về nha. Không có lên 8.1 luôn. Nó chỉ có 7.7 nè, 7.5 là đa số anh em, cho nên em mới bao anh em là nội trợ 8. Như pin này đi, nội trợ có 9 nè, 700 mấy cũng có nữa, 800 mấy cũng có nữa, nhưng mà em bao với anh em là nội trợ 10, em sẽ trừ hao vậy đó anh em ha. Nó chỉ cho nó chắc ăn anh em ha. Rồi, thì thôi cái phần pin này em cho qua nha anh em. Thì pin 10 sale 15 sale nãy giờ em cũng đã báo giá rồi nha anh em ha. Rồi thì ở đây em sẽ giới thiệu một số linh kiện pin với mạch nha. Thì vỏ em có vỏ Hitachi nè anh em, vỏ Hitachi 12V nè, vỏ Nati 12V luôn ha, có đèn, có sạc đầy đủ nha, sạc 3S, 3 giặc 4S, 5S nha, em có đủ đầy đủ hết cho anh em luôn nha, thì có đèn luôn nha anh em ha, đó, thì để em giới thiệu cái xong em dọn cho nào trống trống cái em giới thiệu tiếp cho anh em xem nha. Rồi thì ở đây em có một số máy bãi thì em giới thiệu luôn cho rồi để mà, em còn chưa giới thiệu pin của Makita anh em ha. Đợi xíu em bỏ này xuống cái nè ha. Ở đây em có một cái viên pin này là viên pin hổm gà anh em đặt rất nhiều nhưng em không có thời gian đóng nha.
Đó, nói chung là pin này nè, hồi nãy giờ em giới thiệu 12V, trong đây là pin Sanyo nha anh em, pin Sanyo pin là 4A ha, pin này là pin 4A nè. Đó thì sẽ là xả nó là 40A cho hai viên nha anh em ha. Thì pin này pin của Makita, vỏ này là vỏ zin nha anh em, vỏ zin vỏ bãi nha. Vỏ bãi thì nó sẽ không không được đẹp bằng vỏ mới đâu anh em, nhưng mà có cái á, là mình thứ nhất là mình dễ phay ha, thứ hai là nó bền, là tại vì khi mà anh em phay á là nó sẽ mỏng chỗ này nè anh em, có chất liệu nhựa nó không tốt thì nó sẽ làm cho anh em gớt cái là anh em bể liền. Còn cái này là vỏ zin thì nó sẽ chất lượng hơn nha. Nó chứ không có nói cái vỏ mới thì không bao giờ bằng vỏ zin nha anh em, em bao với anh em là vậy luôn nha, không có nói cái gì hết á. Vỏ mới là không bao giờ bằng cái vỏ zin của Nhật người ta sản xuất được. Vỏ mới á là vỏ của Trung Quốc nó sản xuất, còn vỏ zin á là vỏ của Nhật nó sản xuất, nó khác nhau nha anh em. Đây thì em cũng có đợt trước em cũng có nói rồi, cái như cái vỏ nati này nè, làm sao nó bằng vỏ zin được anh em, em nói thiệt luôn á, em bao với anh em là không bao giờ bằng vỏ zin được. Chất liệu nhựa nó cũng vậy ha, nó không bao giờ nó bằng cái vỏ zin được, có một cái là nó mới nó đẹp hơn thôi. Đó, đơn giản là vậy nha. Cái này á là em chỉ nói cho anh em hiểu là cái vấn đề là khi mà mình phay cái vỏ Makita 12V này nó rất là dễ bể góc này và góc này, tại vì hai cái góc này phay rất là mỏng nha. Nhưng mà cái người thợ á, người ta làm á, người ta có kinh nghiệm á, thì người ta sẽ phay, cái này không phải em làm nha, này không phải em làm, em kêu anh của em làm ha. Thì người ta phay á thì người ta phay sẽ vừa khít luôn, khi mà anh em để vô mà anh em dán á thì anh em cảm thấy mà mình đút vô mà nó không được sát á nè, thì anh em coi nó có vướng gì ha, thì anh em mới dán nha. Thì trong đó khi trong khi mà anh em sử dụng nó sẽ không bị vụt. Còn anh em mà cứ nại ép vô á, nó nại ép vô á, khi mà anh em sử dụng á, thời gian nó sẽ bung, nó sẽ bung. Còn này khi mà anh em làm vừa hít luôn á, anh em dán vô một cái là xài thiên thu nha. Rồi cục pin này là mỗi cục 380 ngàn nha anh em, có pin có mạch đầy đủ cho anh em luôn nha. Tại vì cái cục này nó mắc hơn mấy cục kia á, là tại vì anh em thay cái vỏ này rất là cực nha anh em. Nếu mà thông thường anh em đóng một cục pin này là hết một buổi á, một buổi á, tính ra một buổi á mà anh em ăn công chỉ có 90 ngàn thôi, 90 ngàn cho một buổi của anh em có 90 ngàn anh em. Còn chưa tính là tiền kẽm nè, tiền chì nè, tiền dây điện nè, bla bla các kiểu hư hao lủng này kia nọ rồi các kiểu đó anh em ha. Nói chung là vậy, cục này rất là cực đóng luôn, em không đóng anh em, em chỉ là nhờ ông anh em đóng thôi, chứ em không có đóng cái cục này anh em. Nói chung là anh em, anh của em á làm nó cũng khá khéo tay lắm anh em, nói chung khéo tay lắm, đóng cái là vừa hít luôn anh em ha, không có đội không có gì đâu. Nó đội là do anh em lắp vô bị vướng dây điện gì thôi, chứ nó không có đội đâu anh em ha. Rồi với em bao với anh em là vậy, mỗi một viên vậy đó là 380 ngàn nha anh em. Em sẽ gửi ngẫu nhiên chứ không có lựa nha anh em, em sẽ gửi ngẫu nhiên. Tại do bãi á thì nó có vỏ hơi xấu xíu, vỏ hơi đẹp xíu, nhưng mà em sẽ gửi ngẫu nhiên nha. Đó, em sẽ gửi ngẫu nhiên. Thì ở đây em đặt là 10 cục, em đặt là 10 cục ha, nhưng mà mới làm có 5 cục anh em, tại vì một cục nó rất là lâu, một cục nó rất là lâu anh em ha. Đó. Rồi cái này là em không có, nói chung là không có chọn anh em gửi ngẫu nhiên nha. Anh em nào đặt thì em cứ gửi ngẫu nhiên thôi anh em, tại vì mình chọn thì nó không công bằng. Còn nếu anh em muốn chọn luôn thì em sẽ lên giá tiếp nha anh em. Đó, tại vì trong đây có cục đẹp cục xấu nè, tại vỏ bãi mà nó không được đẹp đều đâu, vỏ mới mới đẹp đều, còn vỏ bãi là thua, đẹp không có đẹp đều đâu. Rồi thì cái phần pin này em cho qua luôn nha. Pin này á là pin Sanyo da băng, thì mỗi một viên vậy á nè, mỗi một viên vậy là 380 ngàn nha anh em, 380 ngàn nha. Đó thì đó, đợt này em mà hết cái vỏ này thì em cũng không có đóng luôn em, em chỉ nhờ người ta đóng thôi nè. Em nói chung em cũng không có thời gian đâu làm ha. Vỏ này thứ nhất là mất thời gian, có 90 ngàn mà anh em đóng cả buổi trời mà đó, thấy không? Rồi pin gì là 380 ngàn nha anh em, 380 ngàn cho một cục pin 4A xả 40A nha. Rồi cho qua đi anh em ơi, nhanh gọn ha. Vỏ Makita, pin Makita, rồi pin này là của Ryobi 12V nè anh em. Thì cục này 320 ngàn, cái này là em đóng giống thịt cái vỏ của Nati nha nè, giống cái vỏ của Nati nè. Rồi thì anh em á, cái vụ mà đóng cái vỏ này á thì anh em chỉ cần là đóng cái cục vuông vậy thôi nè, đóng cục vuông vậy cho em, nhét vô thì anh em nhét vô như vậy á thì anh em sẽ lấy được 4 con ốc nha, hai con này với hai con bên hông nè. Đó là anh em lấy được 4 con ốc nha. Còn anh em đóng xéo á thì anh em sẽ lấy được chỉ có 3 con thôi, con này thôi, không, hai con này mình bỏ, còn cái này mình đóng kiểu này á mình sẽ lấy được 4 con nha, đơn giản là vậy nha. Rồi vì với lại mình đóng cái kiểu này á nó rất là dễ nhét dễ làm nha anh em, đóng cái kiểu kia là mình phải bẻ kẽm mấy dìm lum chứ. Rồi thì mỗi một viên như là 320 ngàn cho 12V thành phẩm pin vỏ thông thường nha anh em, vỏ Nati, vỏ Hitachi với lại vỏ Ryobi, còn cái đặc biệt cái vỏ Makita mắc hơn 50 ngàn anh em.
tại vì nó đo lâu lắm anh em, đóng nó lâu lắm, đóng nó cực lắm, nó thẳng đóng nó cực lắm, ông thợ nào cũng phải sợ nó hết á. Nói chung là em là em chạy luôn chứ không có thà sợ nữa nè. Pin này là em chạy luôn, mà vỏ Makita nè, tại vì làm phải lời 20.000, nói làm toàn lỗ không làm chi nè ha. Rồi ở đây em có một con máy Hitachi, con này chưa vệ sinh ha, đèn còn cháy luôn nè, cháy không, rồi cháy luôn nè, đèn cháy luôn nè. Rồi cái này á, em sẽ bán là thân máy trước nha nè, thân máy còn nguyên viên chưa có tháo mở trơn, máy chạy ngon lành im ru nha, chưa vệ sinh luôn nha. Điều tóc nè, thấy không, còn dính bụi bẩm luôn, em không chùi luôn nè, đầu cứng ngắc luôn nha. Đó, cái này vít có búa nha nè, cái này 12V vít có búa, tua nó là chắc 2.500 nè, tua nó 2.500 vòng nha. Nó là máy 12V, mã của nó là 12DC3 nha. Rồi con này rất là ok. Ủa quên tắt đèn này nè, đèn này còn cháy là anh em biết là cái máy nó còn ngon lắm anh em, thiệt luôn á. Cái đèn này đèn zin của nó luôn nha anh em, đèn dính trong cái máy zin của nó, trong hộp gì này kia nọ gì luôn nha anh em, chứ không phải là em gắn đèn vô luôn nha. Với lại đèn này là nó còn zin luôn, không có sạc, không có gì trên nè. Rồi con này em bán 300 nha anh em, 300 nha, 300k ok chưa, có đèn luôn, con này còn rất đẹp nha anh em. Đó, nếu em vệ sinh thì em sẽ bán 350, còn ấy ha. Rồi thì cái này em bán thân máy nha anh em, thân máy thôi, thân máy em bán 250 anh em lộn. Em thường thường em bán thân máy vỏ pin, nhưng mà giờ em chỉ bán thân máy thôi nè. Anh em nào muốn mua pin thì đây có pin luôn nha anh em, pin đóng mới ha. Thì thân máy 250 nha anh em, em báo giá nhầm nha, tại vì em có vỏ pin mới, vỏ pin mới là 65.000 cái nha anh em ha. Anh em muốn lấy vỏ pin luôn thì có vỏ pin luôn nha anh em. Đây là 65.000 cái cho vỏ pin Hitachi 12V nha. Mình sẽ đút vô đây. Đó, ok chưa? Ok chưa? Đó, còn mình đóng nguyên cục thì là 320.000 nha, pin 4A. Rồi, cái thân máy này em cho qua nha, bao chạy im gu luôn nha anh em, ngon lành luôn nha. Bao chạy im gu ngon lành luôn, im gu luôn á, thật sự luôn. Rồi, đó em cho qua đi, cho nhanh gọn lẹ nha. Thì để em để này qua bớt mớ nữa anh em ơi. Đồ nó linh tinh quá trời anh em ha. Rồi, cái này em giới thiệu máy cho nó trống nha. Ở đây em có một con là chưa vệ sinh luôn, con này là 123 nha anh em ha, con này là 123 phải không ta, 123 nè, đón cũng ngày chứ, tại nó có hai dòng anh em, 122 và 123, con này dòng 123 nha. Tua nó là 3.200 vòng phút và cái máy của nó là 12V, nhưng em đã để pin 14V như nè anh em, chạy nè, chạy đã lắm anh em. Em hồi lúc mà em còn bán máy bãi là em mê cái dòng đầu khía lắm anh em, tại tua nó nhanh mà nó gọn á, nhìn nó đã lắm anh em ha. Rồi rồi cái này máy em chưa vệ sinh nha, máy em chưa vệ sinh, em bán thân máy 400k nha anh em, 400k thôi nè. Nếu mà bình thông thường á là người ta sẽ bán là 500 ha, em bán 400, đẹp luôn, máy đẹp luôn, tem nè anh em, nhìn tem nè, chưa vệ sinh chưa rửa chân anh em, nội cao su đầu này không là nó có giá trị cái cao su đầu anh em nè, tem bên đây nè vậy nguyên luôn, thấy không, nó máy bãi như vậy là nó chung là nó quá là ok đó nè. À, nó không xuất sắc nhưng mà nói chung là cái ngoại hình nó vậy là quá đẹp rồi nè, thật sự luôn, vậy là quá ok rồi. Rồi cái này là em bán thân máy chưa vệ sinh, chạy ngon lành, điều tốc thắng đầy đủ nha, chạy ghê lắm anh em. Cái dòng này là anh em bán to là nhức nách nha, đó dòng này bán to là nhức nách. À, thân máy 400 nha anh em, pin nó là 400 nữa nha anh em, chưa có sạc nha, nếu có sạc 50 nữa là 450, pin sạc luôn là 450 nữa ha. Đó, pin có bó đèn luôn, 14V. À, dòng này là anh em có thể lấy anh em đi mở mấy con ốc 10 ly 12 ly đồ được luôn nè, anh em chuyển đầu bu lông vô thì để em lấy cái đầu chuyển bu lông vô coi đâu tiêu rồi ta, không biết bỏ đâu rồi nè, hôm kia cũng còn mấy chục đầu vậy bây giờ không biết bỏ đâu rồi ha. Rồi anh em muốn mua đầu chuyển bu lông thì có hú em nha. Rồi cái này là thân máy 400 nha anh em, em không ghi số nha, dòng 14V, thân máy 400. Rồi em cho qua luôn nha. Rồi hai con, rồi con này là con DMR anh em chứ không phải DML. Rồi cái này em sẽ lấy pin 12V em thử nha anh em. Cái pin này á, là vỏ 14 nha anh em, máy này máy 14 nha, cái này là 14, anh em mình muốn biết 14 hay 12 là anh em sẽ nhìn chỗ này là 14 DMR ha. Còn nếu mà 12 nó cũng có dòng giống hệt vậy nữa, nhưng mà 12V này sẽ để là 12 DMR nha anh em ha. Nó dòng này dòng 14.4V nè. Đó thì cái này là còn nguyên pin, còn cái bọc còn luôn nè anh em ha, khó lấy nét quá nè, bọc nó còn đó, em sẽ để em sẽ gỡ nguyên vậy đó cho anh em ha. Rồi cái này là ngoại hình nó còn nguyên, câu cái này tem này nó hơi bị chóc xíu nè, nó tem hơi bị chóc xíu nha. Đó rồi tem bên đây nó cũng bị cấn đồ anh em, chứ không phải nếu mà tính về con máy mà chưa vận chuyển á thì nó sẽ còn nguyên luôn anh em ha.
ha, nhưng mà vận chuyển về Việt Nam mình nó sẽ bị cấn nha. Rồi tí này là em còn chưa có tháo cái nắp thang này nữa ra nữa nha anh em, máy còn nguyên viên chạy ngon lành, im gu bao mạnh luôn. Cái này là máy 12, cái pin 12V nha anh em, để pin 14V nó sẽ ok hơn nữa. Ô đèn còn cháy luôn nè anh em đó. Máy đợt này mua đẹp đẹp không anh em, ngon ngon không anh em, ra bãi mà anh em kiếm mà con máy mà đèn cháy gì chừng nào có anh em. Im ru luôn, con này quá im luôn anh em ha. Rồi cái này em bán thân máy vỏ pin nha anh em, thân máy vỏ pin nha, pin chết nha, mạch không bao cái cục cái vỏ pin này á, là em không có bao cái mạch đó nha anh em, tại pin nó chết rồi, pin nó cũ quá nè, nó bị nước vô anh em, bị sét rồi, nó pin nó bị mục rồi, nói chung là vậy á. Rồi nhưng mà cái vỏ rất là đẹp anh em, vỏ rất là ok, liền lạc ha, đây tem dưới tem đít đó nè anh em, nói không ok ha. Đó cái này em có tháo rồi, pin chết rồi. Rồi cái này em bán thân máy vỏ pin 500 nha anh em, ok chưa, giá là em bán là quá tuyệt vời đúng không anh em ha. Anh em nào mà xài dòng này mà không mua con này nữa thì thôi nghỉ xài đi anh em nói thiệt luôn á, xài mấy bãi á, mà giá này nữa mà không xài nữa là thôi luôn á. Đó cái vỏ pin không 200.000 anh em nói thiệt, anh em chạy ra bãi mua vỏ pin này chừng nào mà không dưới 200, chừng nào mà chơi ơi ấy 200 anh em, từ phải cầm 200.000 mới mua được cái vỏ như vậy mà không được đẹp gì nữa nè, vỏ xấu 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 ỉnh luôn á, nó bán cho anh em 150, mà vỏ được như vậy nó bán 200.000 là may lắm anh em. Rồi thân máy vỏ pin ha, thân máy vỏ pin đèn cháy luôn, ngon lành, máy chạy ok luôn nha, máy này chạy đã lắm anh em nói thiệt luôn á ha. Rồi 500 thân máy vỏ pin nha anh em, rồi cái này em cho qua luôn nha. Rồi thì cái anh em nào mua đơn trên 1 triệu em sẽ tặng một bọc nha anh em, anh em mua đơn trên 1 triệu em sẽ tặng một bọc, còn 500 thì tặng một bọc này thì nó sẽ kèm theo cái phiếu đó nha anh em, phiếu trúng thưởng á đó. Đó thì này em tặng trong dịp Tết thôi nha, chứ qua Tết tặng là sạc cơm nha anh em, thì tại em tặng trong dịp Tết chỉ ăn những anh khách mua hàng thôi. Rồi thì ở đây em có một cái con máy này nữa nè anh em, con này á là 136 hay là bao nhiêu thì em không biết luôn anh em, không có biết, không biết nó không biết anh em, tại vì em lấy cái đầu bên đây nè anh em, lấy cái đầu chỗ này nè, cục cao su nè, nó em gắn bên đây là vừa luôn ha, vừa luôn nè, đó thì em sẽ bán vậy. Còn con này em bán sát đó. Rồi thì bây giờ sẽ để vô nha, đầu không gơ chạy ngon lành, máy đã vệ sinh rồi ha, đó, và có 3 cấp chỉnh này là auto nè, 1 nè, 2 nè, 3. Rồi điều tốc nha, điều tốc này nè, rồi. Rồi cái này là thân máy em bán 600 nha nè, thân máy 600 nha, thân máy có cao su này và có này luôn nha, nó cái này là nó chóc cao su hết rồi nhưng mà xài rất ok, ngon lành nha. Còn anh em nào muốn bảo hành cho thêm 50 đi, bảo hành cho 3 tháng nè, không có tháo mở nha, em bảo hành là anh em không được tháo mở, còn anh em mua không bảo hành thì anh em về tháo mở thoải mái đó. Còn em nếu em bảo hành thì em sẽ dán tem vào đó, anh em nào cho 50 đúng thôi, anh em bảo hành cho anh em 3 tháng ok chưa, xài pin 14V nha, ba chân nha anh em ha. Rồi thân máy này là 600 nha anh em, thân máy 600 ha, thân máy 600. Rồi con này là con 14V nha anh em, 136 hay gì đó anh em ơi, cái con này hôm qua đóng cái dít vô, đừng quay mà bây giờ nó dính trong đây luôn rồi, dính trong đây luôn rồi nè, để em tháo dít ra cái nha. Con này em có tháo rồi nha anh em, con 147 này em có tháo rồi nè, con này nè, nó còn nguyên anh em nè, 147 nè, nó in ra băng nè, không chạy tới 3.400 vòng phút nè, dài vòng 18V nha anh em ha. Rồi con này là mạch sống nha anh em, con này là mạch nó sống anh em, mạch sống từ còn nè ha, mạch sống nha, nhưng mà con cái là nó bể mà đạn đuôi sao chỗ từ nè, mà đạn đuôi sao từ á ha. Rồi nó chỉ bể như vậy đó, rồi còn như nó chạy nó không chạy em không biết luôn, em chỉ biết là mạch sống thôi nè, mạch sống thôi, mạch sống với cò với cái đầu búa này với từ là thấy đủ tiền anh em. Thì anh em nào xài 147 148 thì anh em mua con này về anh em thay vô ha. Rồi cái này em bán cái xác 500 nha anh em, bán cái xác 500 nha, 18V nha anh em, bán cái xác 500 đó, bán cái xác 500 không có cao su đầu nha anh em, lấy em lắp bên kia à. Anh em nào muốn có cái cao su đầu thì anh em mua con máy này luôn. Con máy này là 614V, còn con này là bán xác 500 18V nha anh em ha. Thì mày là mạch sống rồi đó, nhưng mà
nó không chạy là do không biết là nó sao nha, không có bao nha anh em. Tại vì em chỉ tháo ra là em thấy là mặt đạn đuôi của cái từ này nó bị bể, nhưng mà cái từ á là còn nha anh em, cái từ còn nguyên nè ha. Đầu búa này kia nọ là còn nguyên hết ha, cò bọng này kia nọ đó, ok hết, không có gì hết anh em. Nhưng mà nó không chạy nha, để pin cho nó không chạy. Để em để pin vô là nó chỉ bóp lên đèn thôi anh em ha. Bóp chỉ lên đèn thôi. Bóp nãy anh em thấy rồi đó. Đó, bóp chỉ lên đèn thôi, im gu nha, bóp lên đèn thôi im gu. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Nó hú không có é gì hết trơn nè. Rồi. Cái này là thân máy em bán sát nha, 500. Rồi em cho qua hai con này luôn nha anh em. Ha. Rồi, cho qua. Rồi thì em tiếp tục thì pin hồi nãy em cũng có giới thiệu rồi nha. Pin thì nói chung em có rất là nhiều loại nha anh em. Pin thì tè le luôn. Pin thì tờ lơ luôn, pin thì các loại luôn anh em. Đó, rồi ở đây em có một cái con thổi bụi để mình thử cái nè. Nó thổi bụi khổng lồ. Thổi bụi khổng lồ nha anh em, thổi bụi này của Ryobi dòng 18V thì cái pin trong đây là pin Senjo nè anh em. Nè. Nè, pin Senjo ha. Thì một cục vậy là 500.000 nha anh em, chưa có sạc nha. 500.000, chưa có sạc. Vỏ mạch nhận sạc pin. Đó, pin Senjo 4A. Rồi mình sẽ thử vô đây ha. Đó. Anh em xem cái tin em thổi cái cây máy đó mà nó ngã luôn không? Nè. Mình thổi cái này đi. Thổi không? Thấy không? Thấy không? Dương cái áo nè, nó hút dương cái áo nè. Thấy không? Tắt á. Thấy không? Mạnh không anh em? À, cục pin nè. Pin này pin Senjo nha. Cái này em giới thiệu bán pin nha anh em, chứ không phải là bán cái máy. Cái máy để thời dành thử cho anh em xem á. Rồi, cục pin này á là pin Ryobi 18V, nhận sạc pin, pin đóng mới, vỏ mới ha nè, ha. Đó. Ok chưa? Rồi cục pin này 500 nha anh em, 500 ha. Pin Senjo là 10 viên là 260 nha anh em. Cái vỏ với mạch là 190. 160 với 190. Coi. 160 cộng 190k. Ủa. 160. Ủa lộn, 260 quên, 260 cộng 190k. Rồi, tiền công 50 anh em. 450 tiền công 50, thấy không? Là cái pin này nha. Còn anh em nào muốn mua vỏ về tự đóng thì có vỏ mạch bên đó nè anh em. Đây vỏ mạch bên đây là vỏ mạch là 190.000 ha. Vỏ mặt là 190.000, trong đây có kẽm, có đầy đủ cho anh em nè. Rồi, để em quay cái camera xuống xíu để cho anh em dễ xem ha. Đây. Vỏ mặt có kẽm, có mặt luôn, mặt lớn, tem là đầy đủ nha. Rồi, vỏ mặt này á thì vỏ này rất là dễ đóng nha anh em. Vỏ này rất là dễ đóng nha. Đó. Đây, rồi vỏ mặt là 190.000. Đó. Còn pin Senjo á thì 10 viên. Đó, thì 10 viên sẽ là 260.000. Đó. Thì anh em sẽ đưa mua về, anh em đóng vô đây, anh em xài vô tư, xài máy bắn vít, máy cắt, mấy cái gì đó, xài gì thoải mái. Tại pin Senjo là xả rất là cao anh em, xả 20A, 2 viên là 40A là dư sức những cái con máy anh em xài à. Đừng có nói là cưa xích, cưa bọng gì mệt lắm. Ha, đó, còn pin này, pin Senjo này là 20A, chứ pin này là tới 30A luôn nè anh em. Pin này mỗi viên 31.000, pin này tới 30A luôn nè anh em. Là xả vô pin luôn, nội trợ chỉ có 8 thôi. Ha, rồi, thì cục pin này á là vỏ mạch là 190.000. Ha, của Ryobi 18V. Còn cái cục pin á, đó, đóng thành phẩm thì anh em cho thêm 50.000 nữa, em sẽ đóng thành phẩm vậy cho anh em ha. Đó, thì sẽ là 500. Rồi, thì cái đó em cho qua luôn. Thì pin Makita nãy giờ em cũng giới thiệu cho anh em rồi ha. Thì vỏ thì em cũng ấy luôn nè. Đó, vỏ đó thì 20 cell thì 75.000, 15 cell á thì 70.000, còn vỏ mà 10 cell á là vỏ chống zin hay là vỏ chống sóc thì cũng là 60.000 nha anh em. Còn mạch á thì để em giới thiệu mạch luôn nha. Mạch thì mạch 5m 80A, xài tất cả hồi nãy giờ em đã thử cho anh em đó. Nói chung là em xài mạch này không nè anh em ha. Mạch này mạch 5m 80A nha anh em. Đó, 5m 80A. Đây, cái mạch vậy nè anh em, 5m 80A ha. Mạch này là mạch tốt nhất trong các mạch 18V. Và em đã có đổ keo cho anh em luôn nha. Thì nhầm đợt đổ, nhầm đợt không nha anh em. Cái này hồi tối em mới đổ nè. Đó, em mới đổ được đâu mấy chục cái vậy anh em ha. Đó, mạch này mạch 3 phát lớn luôn nha. Thì em đã đổ keo cũng rất là kỹ nha. Những con linh kiện nhỏ nhỏ này em đổ hết cho anh em luôn ha. Thì khi anh em gắn vô thì anh em nhớ gắn cái cục này để vô cái cục pin nha. Cục này là cục đo nhiệt để dành cho nó ngắt pin đó anh em ha. Rồi, cái mạch vậy là mỗi một cái vậy là 65.000 nha anh em. Đó, 65.000 ha.
đó, trong đây có chân bọc đầy đủ nè. Này là xài được ba chân luôn nha anh em, xài được hai chân này, xài chân giữa này được luôn nha. Sạc là mình xài sạc adapter nha anh em ha, xài sạc adapter đó ha. Rồi thì cái mặt gì mỗi cái 65.000 nha anh em ha. Rồi thì ở đây em có thêm một cái vỏ nữa là vỏ của boss 14V nha anh em ha. Vỏ boss 14V thì vỏ trong đây là bao gồm nó có một cái đầu với hai cái lẫy gài thôi anh em, đơn giản gì, không có kẽm không có gì hết ha. Rồi vỏ này một cái là 70.000 nha anh em, 14V nha, 14V boss, 14V 12V boss đều xài được nha. Đó, 14 12 đều xài được, máy của boss nha anh em, máy của boss, boss Đức đó nha anh em, boss của Đức đó nha. Rồi cái này em cho qua luôn nha. Thì do boss đó hồi nãy giờ thì ấy rồi. Ở đây em có một cái đế chuyển nữa nè anh em. Rồi bắt đầu em sẽ giới thiệu đế chuyển cho anh em. Tại đợt này em có lấy mớ đế chuyển về với lại đế cân bằng này các kiểu ha anh em ha. Rồi đế chuyển thì đây đây đó, anh em đợi xíu nha, còn nhiều loại lắm anh em. Đây đế chuyển đợt này em có lấy rất là nhiều loại anh em, để em để pin qua bên đó nha. Thì đế chuyển á là em có một cái loại là máy của Trung Quốc nè đó anh em, một cái máy Trung Quốc loại chân dài nha, loại chân dài nha anh em. Em có loại máy chân ngắn nữa nè anh em, máy chân ngắn nữa, nhưng mà cái này là chân ngắn. Ây da, cái này là chân ngắn nè anh em, anh em để vô vẫn được ha. Đó, để vẫn được nha, đó thấy không, chân ngắn anh em để vô vẫn được, nhưng mà cái này là nó là chân dài nha anh em, nó là chân dài. Khi mà anh em để vô, anh em sẽ để cái cục pin 18V vô anh em. Đó, này sẽ để cho pin 18V nè. Đó, anh em đút vô là vừa hết luôn. Cái này sẽ chuyển qua cái chân này nha anh em, chuyển qua cái chân này. Thì cái chân này cái là tương đương với giống hệt cái máy này nè anh em. Máy này nó có hai loại chân. Một loại là chân dài, một loại là chân ngắn. Thì anh em đo cái chiều chân này nha. Để em đo cái chiều chân cái nha anh em. Để cho anh em dễ định hình hơn ha. Rồi, cái chiều chân của cái này là 2/3 anh em, 2/3 nha. Nó không tới 2/2 anh em ha. Đó, 2/3. Chân 2/3 nha. Đó. Thì nhưng mà cái chân này nó dài hơn nha anh em, cái này là loại chân ngắn nha. Có loại chân dài ha. Chân ngắn á là cái cục pin nó giống hình vậy nè anh em. Đây cục pin nó giống hình vậy nè, đó là loại chân ngắn nha. Thì mình sẽ đút vô đây vậy nè. Đó thấy không? Loại chân ngắn nha. Còn cái loại chân dài nó là khác anh em ha. Rồi. Thì rồi cái đế này mình sẽ chuyển qua chân dài là 150.000 một cái nha anh em, loại chân này nè. Đó. 150.000, tại đợt rồi có anh chị anh hỏi á ha, 150.000. Rồi tiếp tục nha anh em, thì tiếp tục em sẽ có một cái đế là Makita chuyển qua chân Milwaukee, ok cho anh em. Đó, chuyển qua chân Makita nè, chuyển qua chân Milwaukee nha. Đó, Milwaukee nó có mạch trong đây á anh em, nó xài được 4 chân luôn nè. Đó, nó có mạch trong đây luôn nè, đó thấy không. Rồi cái đế này là mỗi cái 200 nha anh em, cái này nè, cái đế 200 chuyển qua từ Makita sang Milwaukee. Thì khi mà anh em mua cái máy Milwaukee mà anh em không có pin á thì anh em sẽ lấy cái đế này anh em sẽ sử dụng nha. Rồi cái này là mỗi một cái vậy á là 200 nha anh em ha. Rồi cái này em cho qua luôn, bắt đầu em sẽ tiếp tục là một cái boss anh em, pin boss ha, pin boss chuyển qua chân Makita nè. Đó, mình sẽ đút vô đây, ok cho anh em. Giờ đợt này em quá thì nhiều đế luôn anh em ha. Rồi chuyển là boss chuyển qua Makita. Tất nhiên là anh em mua là anh em sẽ một cục pin thôi thì anh em sẽ sử dụng được rất là nhiều nha. Rồi cái này là của đầu quát nha anh em, đầu quát thì cái đầu quát thì giống hệt vậy nè anh em, đó anh em thấy không. Rồi em sẽ lấy cái đèn đầu quát em để vô thử cho anh em xem nha. Thì mình sẽ chuyển qua đây nè, đó mình sẽ để xài đế chân Makita nha, chút xíu em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho anh em ha. Đây em sẽ để cái đèn đầu quát cho nè anh em, đèn đầu quát đó mở lên đó, ok chưa, ok chưa nè, còn là đó, ok chưa. Rồi rồi cái này cũng là 200 luôn nha anh em, này nó có mạch luôn nha anh em, có mạch để cho anh em chuyển qua chân để cho máy chạy luôn nha. 200 từ Makita sang đầu quát ha. Đó, có ba loại ở đây thì có một cái loại nữa là Makita chuyển qua của Ryobi 18V nha anh em, cái này Ryobi 18V nha chứ không phải Ryobi 12V nha anh em. Ryobi 12V là loại này. À, còn loại này là 18V nha anh em, loại này lớn hơn, cũng vẫn là chọt giống nhau anh em, nhưng mà cái này là 18 nha, cái này là 12 đó, thì tương đương với cục pin này vừa nãy vậy nè anh em. Đó ha, giống như cục pin này vậy nè, đó 18V. Thì khi mà anh em mua cái máy á thì đây nè, thì để cái chân của mi của gì của Ryobi này á em sẽ thử cho anh em xem nè. Thì bây giờ mình sẽ lấy lên nè ha, bây giờ mình sẽ để cái chân chuyển này vô, chân này chuyển qua Makita nè. Bây giờ
Đó, ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ để pin Makita vô nha. Đó. Đó, ok chưa nè ha. Rồi thử nè. Rồi. Rồi. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ rút ra. Đây nói chung là em thử để cho anh em biết là may nó chạy ok thôi anh em chứ không có gì hết trơn á. Rồi, thì cái chân chuyển của này luôn á là 200 luôn nha anh em, 200 luôn nha. Rồi. Thì để em dọn chống một xíu chứ anh em chật quá. Nãy giờ giới thiệu sơ sơ có mấy món không hết cái tiếng đồng hồ anh em ha. Rồi thì ở đây em có thêm một cái đế cân bằng. Đế cân bằng này là 4 pin nha anh em. Cái trên này là bằng thép nha anh em. Thép nha chứ không phải sắt nha. Tất nhiên là anh em ép cục pin vô rồi nó vẫn bung ra lại nha. Nó vẫn bung ra lại và nó gạt pin rất là cứng luôn anh em ha. Đó, thấy không? Gạt pin rất là cứng luôn nè. Đó. Nói chung là anh em gài một cái cân bằng một phát một là dính liền anh em. Chuẩn luôn. Ha, rồi cái đế này là mỗi một cái 25.000, anh em nào mua chục đền lên á thì em sẽ giảm xuống 23 nha. Còn anh em nào mua trăm thì em sẽ giảm xuống nữa nha anh em ha. Giảm chứ 2.000 thôi anh em, không có nhiều đâu. Một lần mua chỉ giảm được 2.000 thôi nè. Tất nhiên là anh em mua một chục thì em sẽ giảm 2.000 còn 23, mà anh em mua thêm mua 100 thì em sẽ giảm 2.000 nó còn 21 nha anh em ha. Đơn giản là vậy thôi. Rồi cái đế này đế cân bằng pin 18650 nha anh em, 18650 thì mỗi một cái 25.000. Cái này em cho qua nha anh em cho nhanh gọn ha. Ở đây thì này là sạc của Milwaukee nha anh em. Đó. Thì như hồi nãy cái đế chuyển nè anh em, thì em sẽ đút cái cục sạc này vô nha. Nè, sạc của Milwaukee ha. Ok cho anh em, đó. Ha, nhưng mà cái này là cái đế chuyển của Makita thì nhưng mà cái cục sạc này đó anh em là của Milwaukee. Rồi cái này một cái 70.000 nha. Khi mà anh em sử dụng thì anh em sẽ sử dụng cái cục sạc này nè anh em. Đó, sạc này nè, sạc này á, thì chút xíu sẽ giới thiệu luôn nha. Sạc này đó là sạc 21V 3A nha anh em, sạc nhanh nha. Có quạt luôn nha anh em, có quạt luôn nha. Có quạt tản nhiệt ha. Rồi sạc này em bao với anh em là tốt nhất trong các loại sạc 21V dòng cỡ này luôn nha anh em ha, 3A luôn nha. Bao tốt nhất và sạc chuẩn nhất luôn nha anh em. Sạc này rất là chuẩn nha anh em, chứ không phải mấy cái sạc 21V kia đâu nha. Đó, anh em về mua hai cục về sạc thử đi anh em biết liền luôn. Thì nó sạc chuẩn nó 3A, tất nhiên là sạc phải pin là VTC6, VTC5 hay Samsung 25R rồi thì anh em nên xài sạc này. Còn nếu mà thông thường thì pin anh em mà xài tầm khoảng cỡ Lysen này kia nọ đó thì anh em xài sạc này thôi nha. Không cần phải xài sạc này đâu nè. Đâu phải sạc nhanh đó là tốt đâu anh em. Nó sạc nhanh nó nhiều khi nó sạc hút won luôn nè. Cho nên cục pin anh em chưa đầy mà nó đã ngắt rồi. Nói chung là vậy đó. Rồi cái đế này là mỗi cái 70.000, thì đế này á em bao với anh em là xài chất lượng luôn nha anh em. Đế là đế đúc nha anh em, đúc nguyên khối chứ không phải chạy 3D nha anh em, không phải chạy 3D nha. Rồi một cái 70.000, khi mà anh em ghim vô thì anh em sẽ đúc này vô đây nè anh em, đó thì anh em sẽ sạc thôi à. Đơn giản là vậy thôi anh em, tại vì trong đây nó sẽ có cái mạch đó anh em, mấy con linh kiện trong này nè, nó sẽ làm cho anh em là ba chân để anh em sạc pin. Em bao với anh em là sạc ok nha. Đó, anh em mua vậy về, mua combo vậy về của em ha. Mà anh em sạc cục pin Milwaukee không được, trả lời em bao với anh em vậy luôn. Tại vì em đóng hoài em biết rồi nè. Đây, thì vỏ Milwaukee em cũng có nha. Đây, vỏ Milwaukee Gin. Ôi, giống Gin. Đó, ha, vỏ này vỏ của Trung Quốc nha. Nhưng mà giống Gin nè, chứ không phải vỏ hãng nha. Đó, vỏ hãng thì một cái vỏ của nó không là muốn bằng cái cục pin nè. Đó, ha, đây. Vỏ này là một cái là 190.000 luôn nha anh em. 190.000 luôn, nó bằng cái vỏ của Ryobi đó nè, 190.000 cho một cái. Thì trong đây là nó cũng có kèm theo là y gan như cái vỏ Ryobi đó anh em, thì nó sẽ có mạch luôn nha, có mạch xả, mạch gì đầy đủ nha, có kèm cho anh em luôn nè, có lời so đầy đủ, ốc ác này cái nọ nè, tem bọng nè ha, đầy đủ cho anh em cứ về, anh em mua cái vỏ này không, anh em về chỉ cần bỏ pin vô là anh em sử dụng nha, bỏ pin vô là anh em sử dụng nha. Rồi cái vỏ này 190.000, đó vỏ mạch nha anh em, vỏ mạch quên nói với anh em, có bao pin đầy đủ nha. 190.000 nha anh em. Vỏ của Rio Milwaukee thì đế sạc thì 70.000. Rồi. Thì để em giới thiệu một số cái đế chuyển lại cho anh em xem ha. Thì em có 5 loại đế chuyển nha anh em. 5 loại đế chuyển nè. Đó. Thì anh em xem nhiều khi anh em xem ho, nhiều khi em giới thiệu tùm lum hết thì anh em không hiểu thì em sẽ giới thiệu sơ lại nha. Cái này là Milwaukee chuyển sang Makita 18V ha, Milwaukee. Còn cái này là của The Watt chuyển sang chân Makita 4 phân ha, 200.000 ha. Còn cái này
là Makita chuyển sang Boss ha anh em. Boss đó anh em, Boss pin trượt nha. Đó, Boss pin trượt thì cái này cũng là 200. Rồi cái này là 150.000 cho Makita chuyển sang máy máy Trung Quốc nha. Máy Trung Quốc mà mấy loại mà như hồi nãy em giới thiệu đó, như mấy cái máy này vậy nè ha, như mấy máy này vậy nè. Chân dài nha anh em, cái này là chân ngắn nha. Máy của em là chân ngắn, còn cái đội chuyển này là chân dài nha. Nhưng mà chân ngắn để vô vẫn chạy bình thường nha anh em, vẫn chạy vẫn vừa là bình thường nha anh em ha. Chân ngắn chân dài nó cũng giống nhau anh em ha, nhưng mà con cái là nó khác nhau chỗ gắn dài thôi. Rồi cái này là 150.000 nha anh em. Còn cái này á là Makita chuyển sang của Ryobi ha, 200.000 luôn. Rồi vậy đi, cho nó qua phần này cái nha anh em ha, cho nhanh gọn nè, để em giới thiệu cái món khác tiếp anh em, để hồi nó mất thời gian lắm anh em ha. Rồi thì anh em xem video thì thương em cho em xin một like rồi đăng ký với nha anh em ha. Rồi cục sạc này á là 120.000, cục sạc 21V 3A nha. Nó còn anh em nào chưa có gõ về sạc á, hoặc là chưa có gõ về pin thì anh em cứ nhắn tin cho em bên Zalo á anh em, thì anh em cứ hỏi là tôi xài pin này thì nên xài cục sạc nào ha. Đơn giản là vậy thôi. Tại vì nếu mà cục sạc này á mà dành cho pin lithium á là nó sạc cục pin chưa đầy nữa là đã ngắt anh em. Đơn giản là vậy á. Pin lithium á thì nó có cục đầy, có cục không đầy. Nói chung là vậy. Như cái cục pin á anh em mà như, có khi nào anh em để cho anh em ghim sạc vô nó khoảng cỡ 20V, 19V nó ngắt chưa anh em? 19V mấy nó ngắt chưa? Nó nó có tùy nhì tùy theo loại, thì anh em nào chưa rõ thì ấy ha. Còn anh em nào muốn chắc ăn luôn, chưa biết cục pin của anh em pin gì thì anh em cứ sạc sạc chậm cho em. Sạc này thì sạc chắc khoảng cỡ 4 tiếng anh nè. Sạc này khoảng cỡ 4 tiếng á, sạc này là 5S2A nha nè. 5S2A 21V ha. Rồi, mỗi cục 40.000 nha anh em, 5S2A. Mỗi cục 40.000. Thì anh em không biết á thì anh em cứ lấy sạc này anh em ghim cho anh em sạc thôi. Đó, anh em ghim sạc thôi. Đó. Đèn xanh anh em, đó thấy không? Rồi. Rồi cục này mỗi cục 40.000, còn anh em mà muốn sạc nhanh á, đi công trình á thì anh em lấy sạc này. Mà sạc này nó chuẩn lắm nha anh em, cho nên là nó rất là mạnh. Nên anh em cần cái gì thì anh em cứ hỏi em, hoặc là anh em báo cho anh em ha. Chứ anh em đừng có ấy, anh em đừng có ngại. Rồi, ở đây em có một cái đế chuyển nè. Đợt rồi em bán hết anh em. Anh em mua cái này rất là nhiều luôn, đế chuyển này rất là hay ho nha. Thì anh em ví dụ như bây giờ anh em không cần xài điện đi, em nói thẳng vậy. Anh em không, cái này vẫn xài điện được tới 200W nha. Anh em xài bóng đèn xài gì là được hết nha. Đó. Thì anh em có thể là sử dụng. Còn anh em thông dụng thông thường á, cái cục này là 200.000 thì anh em chỉ cần sử dụng 3 cục này thôi. Với cái báo đèn thì thôi là đã đủ tiền nha anh em ha. Rồi, cái này thì nó có thêm một cái tích hợp đó là điện ha anh em. Ở trên hình như là ở trên với dưới nó khác quát nhau hay sao anh em. Ở dưới là 200W mà ở trên nó 150W hay gì đó anh em. Thì trong đó nó để gì đó. Rồi. Thì khi mà anh em đút cho pin 18V này thì nó sẽ báo pin cho anh em nè. Đó, nó sẽ báo pin cho anh em nè. Đó, cái này là 18V nè anh em. Khi nào mà nó ngắt thì nó sẽ báo với anh em luôn. Khi nào mà tới cái mức cái độ mà nó cái mặt nó ngắt á, cái mặt của cục pin nó ngắt á anh em, thì nó sẽ trên đây nó cũng có cái nó sẽ báo bao nhiêu volt, bao nhiêu volt. Nói chung là nó chỉ báo volt thôi nè. Đơn giản là chỉ báo volt thôi. Ở đây là có 3 cổng sạc USB ha, để cho anh em sạc điện thoại nha. Rồi, thì cái phần này nè, để em giới thiệu cho anh em nè. Cái cộng này là sạc nhanh, sạc 22,5W ha. Cái điện thoại của anh em á mà anh em ghi cái cộng này vô mà anh em nói ủa, mày giới thiệu sạc nhanh mà tại sao về tao sạc chậm vậy? Đó là do cái điện thoại của anh em nó không có kết hợp. Đời nó đỡ thẳng là đời nó thấp, nó không kết hợp sạc nhanh thì cho nên nó không sạc nhanh được, sạc nhanh nó cũng không vô, sạc nhanh nó cũng vô thí dụ như là cái điện thoại của anh em có 15W à. Thì anh em sạc giờ 50W đi nó cũng vô có 15W anh em. Tại chức năng cái bảo vệ của cái điện thoại á, nó bảo vệ cái cục pin mình đựng cho nó nóng. Ví dụ mà anh em sạc nhanh quá bao nhiêu nó cũng vô nó nổ sao anh em ha. Đơn giản là vậy nha. Thì anh em phải cân nhắc điều đó. Thì em bao với anh em là sạc nhanh nha. Đây, em có một cái hai cái điện thoại anh em. Đây nè. Cái điện thoại này nè là sạc khoảng cỡ 22W ha. Cái điện này nè, sạc khoảng cỡ 22W, còn cái điện thoại em đang quay á là sạc tới 25W. Tất nhiên là anh em ghim cái này vô sạc rất là nhanh luôn, em bao với anh em luôn. Khi mà sạc nhanh thì mình ghim vô nó sẽ để chữ là sạc nhanh nha anh em ha. Rồi, thì cộng dây sạc này á là 50.000, sạc nhanh nha anh em. Là sạc nhanh hay không nhanh là do cái điện thoại của anh em đó nha. Đó, còn thí dụ mà cộng dây này sạc chậm, còn nếu mà cái mình ghim cái điện thoại sạc nhanh vô á mà nó không sạc nhanh á thì mấy cái đó mới không đúng nha anh em ha. Đó,
Rồi thì bây giờ nè, cái này là 22.5W nè, cộng dây này cũng là 22.5W nè. Đó, anh em để về anh em sạc cho em ha, bao với anh em sạc nhanh. Đó, sạc nhanh nha, chứ cái điện thoại của anh em đã nói đi nói lại rồi, cái điện thoại của anh em nó không có tích hợp cái sạc nhanh thì bây giờ anh em sạc cái gì đi chăng nữa nó cũng không vô nhanh được đâu anh em. Đó, anh em xài điện thoại giờ mình ra mình cầm tiền mua cái iPhone 15 gì đó anh em về là sạc nhanh liền anh em, sạc tới 35W luôn anh em. Đó, còn cái này là sạc 22.5W nha. Rồi thì rồi một cái này á, đế chuyển này á là 200.000 cái nha anh em, này có 3 cổng nè và ra điện 220 nha, 200W, cái này là 200W ra điện là sẽ công suất được 200W nha. Rồi để anh em cho qua luôn nha anh em ha. Rồi cộng dây sạc này là một cổng dây, nó sẽ ra ba đầu nha anh em, một cổng là của Taixi, một cổng của iPhone nè, một cổng là của Samsung đời cũ anh em, Samsung đời cũ nè ha. Còn cái này là Taixi hiện tại giờ tôi xài rất nhiều luôn, và cổng iPhone luôn ha. Rồi một cổng dây vậy á là 50.000 nha anh em, sạc nhanh, lại nhắc đi nhắc lại sạc nhanh. Rồi em cho qua luôn nha anh em ha. Rồi thì bắt đầu em sẽ giới thiệu thêm một mớ hàng nữa nha anh em ha. Thì nói chung là em mỗi lần em lên video thì tầm khoảng cỡ một tiếng thôi anh em, một tiếng tới một tiếng 20 phút là em sẽ ngưng nha anh em. Còn anh em nào muốn xem tiếp thì chờ xem video sau giúp em nha. Thì đèn em có đèn luôn, đèn là đèn led 16 bóng nè anh em. Rồi đèn led này mỗi một cái 120.000 cho anh em xài chân pin Makita thông dụng nha. Còn anh em nào chưa xài chân pin đầu quát với Milwaukee thì cứ báo với em để em gửi cái đèn chân đầu quát với Milwaukee nha. Đây là chân đầu quát nè, chân Milwaukee có luôn nha anh em. Thì em chỉ nói vậy là anh em biết ha. Rồi em mở lên nè, trời nó sáng anh em, mở nó sáng kinh khủng không. Rồi bây giờ mình sẽ quay xuống nè, đó mình sẽ quay lên trên nó ha nè. Đó, thấy không, căng không, ok chưa nè. Rồi cái đèn này là đèn led 16 bóng ha, led 16 bóng, sau lưng là bằng nhôm nha anh em, sau lưng bằng nhôm, và có hai cái cổng này là không xài được nha anh em, hai cái cổng này để cái hình thôi. Còn anh em nào muốn mua hai cái cổng để xài được thì mỗi một cái 210.000 nha anh em, hai cái cổng để xài được luôn ha, 210.000 cái. Còn cái này là không có cổng thì nó sẽ là 120.000 nha anh em, cái đèn led 16 bóng ha. Sau nói chung là nó có cái miếng nhôm tản nhiệt sao nè anh em, thường thường nó xài bằng nhựa nhưng mà cái này là bằng nhôm nha anh em, cái này bằng nhôm nha, tản nhiệt tốt hơn, bằng nhôm sẽ độ bền nó sẽ cao hơn nữa ha. Rồi cái đèn này một cái 120.000. À, nó có ba loại chân, một chân là đầu quát, một chân là của Milwaukee, một chân là của Makita nha anh em ha. Rồi đó em cho qua đi, thì cái này là em cầm trên tay thì nhiều khi nó hơi quơ thì anh em thông cảm giúp em nha. Rồi ở đây thì em có một cái đế này anh em, đế này là anh em xài cổng USB như hồi nãy vậy đó anh em. Cái này là 100.000 thì nó sẽ không có gì điện nha anh em, nó không ra điện 220 được nha. Rồi cái này là nó xài hai cổng USB nha ha, hai cổng USB thôi, với lại ra cái bóng đèn trước này thôi anh em ha. Rồi cái này là mỗi một cái là 100.000 cho xài chân pin Makita thông dụng nha. Rồi rồi pin này thì ở đây bữa nay em có cái khung nè anh em, có cái khung nè đó, cái khung này là trong đây là mỗi một cặp gì á, một cặp pin á là sẽ là 3.000 ha. Cái này là hai cặp nè, là bốn pin á nè, bốn viên á thì sẽ là 6.000 nha anh em, một cái đế gì 6.000 đó. Còn anh em nào mua hai đế để gắn cho bốn viên pin á sẽ là 12.000 ha. Này nó tách ra được nha anh em muốn nói bao nhiêu viên cũng được. Thì cái này là pin 32140 nha anh em, pin 32140 đó, dung lượng cái này nội trở nó có hình như là có một chấm mấy anh em, cái nội trở có một chấm mấy à, nó xả nó cao vô đó nè ha. Pin thì pin là sạc đầy đó là 3.7V, khi mà cái mức tích điện của nó là pin 3.2V nè, tất nhiên là mức thấp nhất của nó đó, sạc đầy nó sẽ là 3.7V nha anh em ha. Rồi viên pin này là mỗi viên là 15.000 ha, dung lượng nó là 15.000 nha anh em đó, mỗi viên 140.000. Anh em mua chỉ cần là 15.000 á, một viên pin gì á là dung lượng là 15.000 thì anh em có thể là đóng 15 viên là thành cái bình chiếc xe đạp điện nha anh em, 13S ha. Đó, ghê lắm anh em, pin này nè dung lượng nó cao mà xả nó cũng cao nữa nè. Rồi mỗi viên 140.000 nha anh em ha, 140.000. Rồi ở đây em có hai một loại sạc, sạc này sạc của Ryobi, dòng là sạc từ 12V tới 18V, nên mình là LUB B117 ha. Thì mỗi một cục chỉ là 400 nha anh em. Sạc nói chung là sạc này là sạc linh kiện đó nè, giống như sạc zin vậy, nói chung là sạc zin á là sạc hãng, còn sạc này là sạc Trung Quốc ha, Trung Quốc sản xuất. Rồi ok, thì có gì nói cho rồi, nói thẳng cho rồi ha. Thì đợt này em có bài nữa nè, bài này em còn mấy bộ em thanh lý luôn nè. Bài này là bài giống như cao su vậy, ni lông á nè, bài này nè,
Rồi mỗi bộ 30 ngàn nha anh em. Bài rất là đẹp luôn. Bên trong nó cũng vàng giống thịt vậy đó nè. Thì mỗi bộ 30 ngàn ha. Đó anh em nào mua chục bộ em bán 25 ngàn thôi. Em bán cho nó hết anh em, còn có hộp hay hộp nó hết rồi ha. Rồi ở đây em có một số pin. Nè pin này để dành cho anh em xài đèn, xài quạt, nhức nách. Dung lượng nó 3200. Pin 18650. Tại vì pin á là 18650 này á, dung lượng mát của nó là chỉ có 3500 thôi anh em. Mà pin này nó đã 3200 anh em. Mát của nó là chỉ có 3500 thôi. Mỗi viên pin á, pin 18650 nó nén hết cỡ có thể anh em, là chỉ được 3500 thôi. Đó. Rồi, pin này là 3200 ha. Thì pin này anh em về á, tại vì á cái nội trở nó cao. Nội trở cao không có nói lên là dung lượng pin nha anh em. Nội trở cao chỉ nói lên là dòng xả thôi nha anh em. Nhiều khi anh em nói ủa cái viên pin này nè. Em mua nội trở có 8 à. Rồi sao cái nội trở này tới 30 lần. Nội trở này nè. Nội trở nó 30 31 nè anh em. Mà lúc kia anh em nghĩ là pin này xài không ngon. Nhưng mà nó xài ngon hay không ngon là do anh em dùng đúng cách ha, dùng đúng cách. Khi mà anh em sử dụng cho đèn, cho quạt thì anh em xài cái pin này là không ngon nha anh em. Xài pin này là không ngon nha. Tại vì đèn với quạt xả nó thấp thì mình nó không có ngon. Anh em xài pin này nó mới ngon ha. Còn anh em nào mà xài bắn dít á, anh em xài bắn dít á thì xài pin này cho bắn dít thì nó không ngon nha anh em. Bắn dít mở bu lông không ngon. Mà trái ngược lại anh em xài pin xả pin nội trở thấp này thì nó sẽ ngon. Đó, ok chưa? Càng thấp càng ngon. Đó. Còn cái pin này là để dành cho anh em xài quạt xài đèn, mỗi viên 33.000, dung lượng 3.2 ha. Pin này pin của LG. Pin này còn là 98% nha anh em ha. Chứ không phải mà anh em nhiều khi anh em không biết cái anh em nói ở nội trở cao cái này kia nọ, chừng nào mà cái viên pin này nè mới có nó 100% chưa qua sử dụng mà nội trở nó là 13 ha. Mà anh em mà đi đo lại á mà nó lên 18 19 20 á thì nó sẽ báo là pin đó nó sẽ giảm dung lượng ha. Đơn giản là vậy. Rồi cái này là em phân tích cho anh em biết nha. Còn anh em nào biết rồi thì thôi nha. Đừng có vô ném đá ném búa gì mệt lắm nha anh em ha. Cái này là em chỉ giải thích cho những người người ta không biết thôi. Để nhiều khi em bán pin cái pin này nội trở có 8 à. Cái pin này nè. Cái pin này là pin mới nội trở nó 8. Đúng không? Còn cái pin này nè, pin mới nội trở nó 12 chấm mấy. Đó, chừng nào cái pin này mà nó lên nội trở 15 á thì nó sẽ dung lượng nó sẽ kém xuống nha. Cái đó là nó mới nói lên dung lượng nha. Đó, thì em giải thích vậy đó cho anh em biết. Còn anh em nào biết rồi thôi. Còn anh em nào không biết mà nghe được thì cho em xin một like thôi anh em ha. Rồi, ở đây em có một cây quạt. Cây quạt này là mỗi một cây 210.000. Cái vành quạt là 2 tấc anh em. Vành quạt là 2 tấc. Xài chân pin phổ thông, chân pin Makita thông dụng nha. Đó. Rồi, thì quạt này là quạt lồng sắt, cánh sắt, dòng này bằng sắt, ở dưới đế này bằng nhựa nha anh em. Dưới đế là bằng nhựa nha. Và anh em có thể co lên co xuống được. Và để em thử cái này vô cho anh em xem nè. Đó, em có một tay cho nên là hơi ấy ha. Đó. Thấy không? Tắt. Đó, anh em nghe nó quạt không? Nghe quạt không? Ok không? Đó. Rồi, quạt này là mỗi một cây 210.000 nha anh em, cho thân quạt nha, chưa có pin nha anh em, thân quạt. Quạt nó là 2 tấc, quạt nó nói chung là quạt nó mạnh anh em, nói chung là quạt này ok hơn cái quạt đó anh em. Quạt này ok hơn quạt đó nhiều, nó mát hơn gấp 3 lần. Quạt này nè. Đó, nhưng mà cái quạt đó thì nó sẽ có cổng USB. Còn cái quạt này nó không có cổng USB ha. Mà cái quạt đó là 300.000, cái quạt này là 210.000 nha anh em ha. Rồi. Rồi, một cái quạt vậy là 210.000 ha. Rồi cái này em cho qua luôn. Anh em nhớ giúp em là anh em mua đơn trên 1 triệu thì anh em nhắc em gửi này nha. Đơn trên 1 triệu nha anh em. Em chỉ tặng trong dịp Tết thôi nha anh em. Tại cái này nó mắc lắm anh em. 1 ký nó 250 300 vậy nè. 250 270 vậy á. Này nè. Này lọc xưởng thịt. À, bao sạch, nói chung là sạch. Không có hàng the, không có tẩm màu này kia nọ anh em. Này là em đặt người ta làm vậy cho em á, chứ đồ tặng mà này kia nọ mất công mang tiếng mất tâm mệt lắm anh em ha. Rồi thì dít em có luôn nha anh em, dít 1.3 thân máy 500 bao ship nha anh em, 1.3 ha. Rồi phan thì phan hai chức năng, thì đầu kẹp 10 ly, phan không máy không chổi thang, và hai cấp trượt, một cấp nhanh chậm và 23 cấp trượt nha anh em. 23 cấp trượt và có chức năng là phan sắt và bắn tôn, đầu kẹp là 10 ly ha. Chân pin phổ thông,
Cái này là hai chức năng là 300 450, còn cái cây mà ba chức năng á là nó là 500 ha. Anh em mua cây khoan ba chức năng em sẽ bao ship cho anh em. Em lỡ anh em bán gì nó sai, em bán một cây băng ba chức năng 500 em bao ship và tặng một cái phiếu phan ba chức năng này, ở phan hai chức năng này em sẽ bán 450, em sẽ bao ship và không tặng phiếu nha anh em, tại nó không đủ 500 ha. Rồi vậy đi cho nó dễ. Còn cái dít này á, thì 500 thì em sẽ bao ship và tặng thêm một phiếu, ok chưa? Anh em nghe video thì nghe từ từ giúp em nha. Đó, còn máy mài cái đó, thân máy đó mài đó là 450 ngàn, máy không chỗ than, chạy ngon lành, ok ha, không chỗ than, mình dài ha, ok chưa? Còn cưa xích là 300 ngàn cây nha anh em, xài motor 550 có than ha, lam là tắt gửi nha, xài chân pin thông dụng luôn nha. Đó, rồi em chỉ giới thiệu sơ cho thôi anh em, tại vì nãy giờ video nó cũng khá dài cho nên em chỉ giới thiệu sơ thôi nha. Em còn rất là nhiều thứ để mà muốn giới thiệu tới anh em, nhưng mà bây giờ làm sao làm kịp bây giờ anh em ha. Thì không ấy thì anh em đợi video sau nha. Thì cân em có loại cân 3kg, 5kg nè, học quẹt, đèn, phan tháp nè, mỏ hàng nè, vít mini nè, máy đánh trứng nè. Đó, và qua kệ bên đây thì nó sẽ có là vỏ Milwaukee 12V nè, loại vỏ 6 cell nè, vỏ 18V, loại vỏ 10 cell nè, dây sạc nè, keo quấn nhiệt nè. Anh em nào có muốn mua những cái món này thì anh em xem video trước giúp em nha, tại video trước em có quay á. Rồi, ở đây là mạch 3S 30A có luôn nè, cái 55 ngàn, mạch 3S 4S 40A cái 50 ngàn, mạch 2S 25A loại tốt nhất thì một cái 40 ngàn ha. Còn mạch 3S 20A loại xả thấp hơn cái loại mạch trong đó thì một cái 30 ngàn ha. Đó, rồi keo này, keo đổ mạch chai 30 ngàn ha. Rồi thì mình sẽ xuống hàng dưới là đầu DC nè, 5 cái 20 ngàn. Còn cái này là một bộ vít bu lông, một bộ mạch thay thế cho bu lông anh em, bu lông không trở than á, mạch với cò, thì mỗi một cái một bộ với là 105 ngàn. Điều tóc 20A của Ryobi, hàng chính hãng, hàng tháo máy anh em, hàng chính hãng tháo máy, bao xịn cho anh em luôn, có cái 6 cấp chỉnh ha. Thì rồi mỗi một cái 120 ngàn nha anh em ha. Rồi điều tóc này thì 10A nè, 10A thì xài từ 0V tới 40V ha. Thì mỗi một cái 90 ngàn, 10A nha nè. Rồi chì này thì có nhựa thông bên trong, chì Nhật, chì da băng, một cuộn 100g thì 100 ngàn nha anh em ha. Đây thì thông số của chì nó nằm trên cái cuộn chì là 63 chì, 37 là kẽm ha. Chì của nó là 1.2 ly ha. Đó, mắc in da băng, ok cho anh em. Rồi chì này chì Nhật, xài rất là ok anh em. Em xài chì này với lại người ta giờ ta xài chì đó không anh em, không có xài mấy chì kia đâu. Chì kia giờ là nó sắp chuẩn bị là nó dẹp tiệm anh em, chì kia chuẩn bị hết ai xài à. Rồi thì ở đây em có thêm một cái số là giấy cách điện, thì một chiều ngang nó là 7 phân bằng một viên pin 18650 ha. Thì mỗi cuộn như là dài 5m. Rồi, mỗi cuộn như là 60 ngàn nha anh em ha. Rồi cho qua luôn, còn giấy bích đầu, giấy dán dương nè. Miếng này là 13 ngàn nè. Trong đây còn dán được 100 đầu sale. Có dán 217 luôn nha anh em. Này 217 nè, 15 ngàn anh em. 217 dán được 65 viên 217. Rồi cái này là bích chính. Bích này là bích 10 sale ha, trong này có 9 miếng thì mỗi miếng 13 ngàn. Còn bích 15 sale thì mỗi miếng 15 ngàn nha anh em. Bích 15 sale nè. Đây nè, bích 15 sale nè, mỗi miếng 15 ngàn ha. Trong đây có 6 miếng hay 10 miếng nè, 6 miếng, 10 miếng anh em, 15 ngàn. Anh em có 10 miếng anh em, 10 miếng ha. Còn cái miếng đó nó còn 6 miếng em cũng không biết luôn. Rồi trong đó nó có 10 miếng anh em ha. Còn sạc mạch, còn kẽm thì kẽm 15 cell nè, 15 cell này một bọc có 5 bộ thì 30 ngàn nha anh em ha. Còn kẽm 10 cell á là một bọc 25 ngàn. Kẽm này kẽm 0.18 hàng rất là ok nha anh em ha. Rồi ở đây em có một cái đế chuyển nè anh em. Đế chuyển này á là đế đúc nha anh em, đế đúc nha anh em, cân nhắc giúp em nha. Đế đúc là bao xịn, bao chất và bao bền cho anh em luôn nha. Rồi mỗi cái 35 ngàn thì sẽ có một chân tiếp xúc và một chân cố định nha. Đó như vậy nè, nó như cái hình như đó là 35 ngàn ha. Rồi cho qua nha. Thì ở đây em có sạc 3S 4S thì mỗi cục sạc từ 2S 3S 4S 2A là mỗi cục 50 ngàn, còn sạc mà 5S 2A thì sẽ là 40 ngàn nha anh em ha. Rồi thì ở đây em có thêm một số đồ nữa nha anh em. Đồ đây là em có mạch 1S nè. Mạch 1S này là mạch 3.2V nha. Đó. Ở đây em có một cái này mới nè. Cái này là T8 T10, mỗi cây 30 ngàn ha anh em.
T8 với T10 để dành cho anh em làm vỏ pin á ha. Nó có hai loại thôi anh em nè, T8 nè. T8 này dặn vỏ Hitachi á anh em. Vỏ Hitachi. Còn cái T10 này là anh em dặn vỏ của Makita mình nè, vỏ thông dụng mình đó ha. À, cái vỏ này là nói chung là T10 là anh em xài nhiều nhất, còn T8 thì không có xài nhiều bằng T10 T10 đâu anh em. Nè, đây là cái vỏ này đâu rồi. À, như cái này nè anh em. Như con ốc nè ha. Mình sẽ đúc này vô là vừa luôn nè anh em. Đó thấy không? Vừa luôn thấy không? Này là xài T10 là nói chung là xài thông dụng nhất, giống như cái chìa khóa mà anh em xài chìa khóa 13 với 17 vậy đó nè. Nói chung là vậy á. Thì cái này là một cái 30 ngày nha anh em. Này là T10 nha. T10. Còn cái này là T8 ha. Rồi. Thì giờ ở đây em có cò bót nè anh em, cò đồ lấy dấu nha. Đồ lấy dấu này thì mỗi cái 45.000 nha anh em. Lấy dấu siêu chất lượng luôn ha. Lần đầu có cái nào nằm ngoài em lấy dấu cho anh em xem ha. Rồi mũi phan này là mũi phan 4 mũi 120.000 nha anh em. Mũi phan này xài rất êm nha. Anh em phan gạch men, phan tường rất là ok luôn, bao luôn. Bao ok luôn, phan rất là đã luôn. Đó, rồi thì cái đó ai dạ. Rớt bà vỏ. Rồi thì cái này á là 120.000 cho một bộ nha, 4 mũi. Rồi cái đồ lấy dấu này là 45.000 cái nha anh em, lấy dấu nè. Đó, lỗ nè. Thấy lỗ không nè? Đó lỗ đó. Lấy dấu tự động anh em, tất nhiên là anh em chỉ cần nhận vô thôi là anh em lấy dấu nè. 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 Em nhìn không có dấu nha. Nhìn chỗ này không có dấu nha. Rồi. Đó, thấy dấu không? Ok chưa? Lấy dấu rất là ok luôn anh em, đây nè. Nó sẽ có cái mũi nhọn nhọn vậy đó nè. Nó khó lấy nét quá nè. Tại điện thoại cầm hơi quơ á. Rồi cái lấy dấu này mỗi cái 45.000 nha anh em ha. Rồi để em dẹp cái phan qua bên cái đây nè, đầu chuyển bu lông nè. Rồi mỗi cái 30.000 đầu chuyển bu lông, như anh em mua con vít 1 hay 3 hồi nãy anh em đút cái đầu chuyển này vô. Cái 30.000 ha. Còn cái đầu chuyển motor này á là cái đuôi 5 ly, cái đầu ra là 10 ly để dành anh em kẹp đá mài nha. Cái motor này là cốt 5 ly nha anh em, cốt 5 ly. Thì anh em đút vô cái đầu chuyển này được nha. Rồi cái đầu chuyển này mỗi cái 55.000 nha anh em, 55.000. Có cái lục giác và hai con ốc cấy với lại hai con tán kẹp với lại một cây cốt để dành mình chuyển ha. Cây cốt là 5 ly ra 10 ly. Rồi còn cái 55.000 nha anh em. Rồi cái motor này thì một cái 190.000. Xài từ 12V tới 72V. Rồi cái này xài anh em mà chế xe điện nít chơi anh em. Hoặc là anh em chế tàu rồi ngon lắm nha anh em. Cái này nè, anh em chế tàu rồi rất chạy rất dữ luôn. Ha, chế tàu chế quạt rồi đó anh em, quạt công suất lớn á. Nói chung là quạt là công suất lớn mà cánh bự chút xíu nè. Nói chung là vậy ha. Rồi cái này thì em mới để qua. Thì đế này hồi nãy em giới thiệu rồi nha anh em, 25.000. Rồi cái đây thì bơm xe em có anh em, vít bãi, vít mới anh em, bu lông ngàn niêu nè, em còn con nè. Bu lông này con 950.000 nha anh em. 950.000 cho 1.000 niêu. Nặng đó là 2 kg 2 kg 1 anh em. Nặng đó. Cân nặng để cho anh em biết con bu lông nó bự cỡ nào thôi. À, bình này là bình 9A nè nè. Bình này á, thì trong đây có 12 viên 26650, có mạch có gì đầy đủ cho anh em để về cho anh em xài xài đèn, xài quạt, xài gì đó anh em muốn xài gì xài. À, anh em muốn đề xe thì lấy ra đề xe thôi. Đó. Ha, một cái bình như là 700 anh em. Cái bình như là 700 ha. Rồi. Thì bình nhỏ hơn thì 550 nha anh em. Bình lớn bình nó bình 9A thì 700. Còn bình 5 bình 6A thì là 550 nha anh em. Rồi thì vỏ pin 15 cell 20 cell đầu chuyển nè anh em. Đó, ở đây em còn một cái máy rửa xe ti sứ luôn anh em. Một cái 2,5 triệu xài điện 100V ha. Rồi. Thì thôi chắc em cũng kết thúc video đây. Video nó cũng khá dài thì anh em nhớ là mua ủng hộ em cho hết phiếu để mà đợt sau em sổ số nha anh em ha. Thì thôi cũng xin chúc anh em nhiều sức khỏe, thành công công việc và cuộc sống nha. Thôi chào anh em, hẹn anh em lại video tiếp theo nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha.